đi chăn bò, cầm kế roi thật to và không đi, lấy roi ta chọc địch bò và đứng dậy đi luôn. Lộc tí về sao không? Đang chân hươu. Cuộc này đi một tí sao đâu? Đi luôn. Đi tí rồi về nhá. Đi Lộc tí về, đi. Đi. Mùa hè về là lại đi tắm ao, chiều nào cũng lũ rất đông, mấy đứa biết bơi toàn xong thì cắm đầu, không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau. Quà này về nhà thì chẳng nát mông, vì mẹ tao cấm tắm sông. Lúc lấy cây nhà bà Lan có xoài, đi hái trộm cho lúc quần áo khô. Đi luôn. Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai, mày trèo lên ta đứng đây trông, cứ vô xuân đi rồi bà tao đỡ hồ. Ôi chết cá tao tao tao, chờ tao để bơi đi. Giờ này mới vác mặt về đi những đâu, tại hôm nay Hưu bị điên đi đi hụng người ta, làm gì mà ướt hết cả quần áo thế kia. Đường hôm nay hơi bị trơn, con ngã vào vũng nước. Lại tí nước mấy mấy tuổi đầu mà đã rối ran. Bà Lan đi ngang qua bờ sông đã thấy cụ bay đùa nghịch dưới nước, còn dìm kéo nhau. Bà ao biết bao hiểm nguy, từ nay tao cấm xuống. Mẹ làm gì nói? Chưa chưa. Trời. Từ lần sau tao cấm xuống ao. Đi về trong em. Nhanh lên. Lộc đi về sao? Hôm nay phải ở nhà trông em. Đi một tí thôi. Chị đi chơi tí đừng phô mẹ nhá. Này, chị cho. Và cho đặc biệt là trò chơi bắn bi, ngày nào cũng kéo nhau đi, mỗi đứa mới viên là cân hết làng. Sau mỗi trận anh chết bầy tay. 1.000 đồng được một viên mắt to, còn 1.500 có viên mắt mèo. Thế bán bao nhiêu 100 cây? 10.000. Thôi lấy luôn anh với cả bi. Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua, bà ơi cho con 100 kẹo với cả kem. Buổi chiều ra mắt thả diều trên bãi sông, diều ơi bay cao diều ơi sao mãi chẳng lên. Chỗ này mấy đứa nhảy vào bao cam to, 1, 2, 3 tất cả đua xem ai về trước. Lay 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 Con trốn mẹ mua bi với mua ảnh ạ. Còn gì nữa? Con tập bi với chúng nó, con lấy tiền mua kẹo ạ. Còn gì nữa? Hôm qua con ăn trộm xoài nhà bà Lan ạ. Thế còn gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Ôi giời ơi, thế này có chết tôi không có chị? Ngủ chưa? Ăn bằng 2 hết xa. Thôi, chị khó ở nhà 2 tuần đi nha. Thôi video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn xem hãy nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ mình nhé.